Cậu Úc của nhà Tổng thống Donald Trump đã gây sốt trên mạng xã hội khi mặc vest dự tiệc năm mới. Barron Trump, con Úc của Tổng thống Hoa Kỳ, trông lịch lãm và chín chắn trong bộ vest tuxedo khi dự tiệc năm mới cùng gia đình tại ở Mar-a-Lago. Barron bắt đầu tham dự tiệc mừng năm mới của gia đình ở Mar-a-Lago từ năm 2014. Song cậu bé vẫn thực sự nổi bật trong bữa tiệc năm mới đêm ngày 31 tháng 12 ở khu vực nghỉ dưỡng của gia đình tại Palm Beach, bang Florida. Hình ảnh của Barron đẹp trai, lịch lãm đã gây sốt trên mạng xã hội trên nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Barron mặc bộ vest đen, thắt nơ màu đen, phong cách thời trang dự tiệc thường thấy. Barron 13 tuổi đã cao lên đáng kể trong năm qua và được cho là đã cao ngang người cha 1m9 của mình. Ngoài Barron, những người con khác của Trump là Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany cùng vợ, chồng hoặc bạn trai và các con của họ đều xuất hiện tại bữa tiệc. Khi Trump phát biểu với báo giới, các con của ông đứng hai bên cánh gà và dõi theo cha. Theo chia sẻ từ đệ nhất phu nhân Melania, con trai Barron không thích tới những chỗ đông người, nhưng mỗi lần cậu bé xuất hiện bên cạnh bố mẹ đều được công chúng đặc biệt quan tâm. Barron Trump biết nhiều ngoại ngữ, trong đó thành thạo ngôn ngữ Slovenia như tiếng mẹ đẻ. Phu nhân Melania cũng nhận xét Barron là bản sao nhí của Tổng thống Trump. Cậu bé thông minh, mạnh mẽ, độc lập và có quan điểm cá nhân trong nhiều vấn đề.